Kính chào quý vị và các đồng chí. Thưa quý vị và các đồng chí, tuy không trực tiếp đối mặt với tội phạm, nhưng những cán bộ chiến sĩ lực lượng kỹ thuật hình sự công an tỉnh luôn thầm lặng sát cánh, đồng hành cùng cơ quan cảnh sát điều tra và các cơ quan tiến hành tố tụng khác, lập nên nhiều chiến công trên trận tuyến đấu tranh với các loại tội phạm. Chuyên mục An ninh Vĩnh Phúc kỳ này xin gửi tới quý vị và các đồng chí phóng sự lặng thầm sau những chiến công. Tiếp theo là ống kính cảnh sát ẩn họa khôn lường từ các hội nhóm đen trên mạng xã hội. Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình. Một lực lượng thường xuất hiện sớm nhất tại hiện trường mỗi khi xảy ra các vụ án nghiêm trọng. Với sự tỉ mỉ, tư duy logic, họ giải mã thành công nhiều vụ án phức tạp, buộc các dấu vết phải nói lên sự thật. Tuy không trực tiếp đấu tranh với tội phạm, nhưng trong mỗi vụ án được điều tra làm rõ đều có dấu ấn quan trọng của lực lượng kỹ thuật hình sự. Những con người ấy đang lặng lẽ cống hiến, sát cánh cùng các đơn vị chiến đấu, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Mặc dù là ngày nghỉ, nhưng cán bộ chiến sĩ phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Vĩnh Phúc vẫn có mặt tại đơn vị, bởi những yêu cầu đang cần họ giải quyết khẩn trương, gấp rút. Ngày qua thì có vẻ giản đơn, nhưng tìm hiểu mới thấu được phần nào nỗi vất vả của những người làm khoa học khi quanh năm tiếp xúc với nắng gió và chất độc hại. Tuy công việc không trực tiếp đối diện với tội phạm, nhưng mỗi khi có chuyên án hoặc yêu cầu giám định đột xuất thì cả đơn vị, từ lãnh đạo đến chiến sĩ phải lập tức vào cuộc. Những lúc như vậy, dù là thứ Bảy, Chủ nhật hay ngày lễ Tết, họ đều phải có mặt tại vị trí công tác để kịp thời giải quyết những yêu cầu phục vụ cho cơ quan điều tra. Khi vụ án xảy ra thì chúng tôi luôn luôn sẵn sàng về nguồn nhân lực, về kiến thức, về phương tiện để sẵn sàng đi nhận nhiệm vụ để làm sao để phát hiện được dấu vết, thu được dấu vết và bảo quản an toàn và tiến hành giám định các dấu vết đó và lần theo các dấu vết để làm sao mục đích là nhanh chóng xác định được đối tượng tình nghi, xác định được vật chứng của vụ án. Và đã nhận nhiệm vụ thì chúng tôi cũng xác định là khi án đã được làm rõ, đối tượng được bắt giữ thì lúc đó thì chúng tôi mới có thể là gì chuyển sang các công việc khác. Ngày đêm sớm tối chúng tôi tập trung về việc này, bất kỳ lúc nào, thời tiết nào. Trong quá trình làm nhiệm vụ, không phải lúc nào dấu vết tại hiện trường cũng còn lại nguyên vẹn. Nhiều vụ việc khi phát hiện, thi thể đã phân hủy, dấu vết tại hiện trường còn lại rất ít nên công tác điều tra đánh giá gặp nhiều khó khăn. Vụ án bộ xương khô gây chấn động dư luận xảy ra vào tháng 9 năm 2018 tại số nhà 4, ngõ 8, phố Triền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên là một vụ án điển hình như thế. Khi phát hiện, thi thể nạn nhân đã phân hủy trong nhiều tháng, chỉ còn lại bộ xương và rất ít dấu vết hiện trường. Với sự điều tra thận trọng, khách quan, tỉ mỉ, khoa học, các giám định viên đã xác định được thời gian tử vong của nạn nhân vào thời điểm nào, từ đó giúp cơ quan điều tra nhanh chóng xác định được danh tính nạn nhân và khoanh vùng đối tượng. Ngoại trừ cái đặc điểm về quần áo mặc ngoài, thì sơ bộ đánh giá được nạn nhân là nam giới. Chúng tôi đã phải tiến hành thu mẫu và gửi trưng cầu giám định Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an để tiến hành xây dựng công thức gen. Và trên cơ sở xây dựng được công thức gen, xác định được nạn nhân tử vong trong ngôi nhà đó chính là con trai của chủ nhà. Từ việc xác định được nhân thân của nạn nhân thì chúng tôi đã có được các hướng điều tra xoay quanh các mối quan hệ của nạn nhân. Trong đó tập trung vào các mối quan hệ xã hội. Chỉ trong vòng 24 giờ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã tìm ra hung thủ. Vụ án đã được điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật, được các cấp ghi nhận, quần chúng nhân dân khen ngợi, đánh giá cao. Từ khi thành lập đến nay, các cán bộ chiến sĩ của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã trực tiếp tham gia khám nghiệm hiện trường gần nghìn vụ việc phức tạp và cung cấp thông tin, chứng cứ quan trọng, góp phần làm rõ tính chất vụ việc, thủ phạm, thủ đoạn phạm tội của hàng trăm lượt đối tượng nguy hiểm cho cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ công an địa phương.
có nhiều vụ án phức tạp, đối tượng rất tinh vi trong việc xóa dấu vết tại hiện trường, nên công tác điều tra tưởng chừng đi vào ngõ cụt. Nhưng nhờ sự tận tâm, tư duy logic khoa học, không ngại khó, điều kiện khắc nghiệt tại hiện trường, các chiến sĩ phòng kỹ thuật hình sự đã thu lượm và đánh giá đúng các dấu vết hình sự, giúp vấn đề được làm sáng tỏ. Trong nhiều vụ án, nguồn chứng cứ khoa học mà phòng kỹ thuật hình sự phát hiện, thu thập và giám định là những chứng cứ duy nhất cung cấp cho các phòng chức năng Công an tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương vào cuộc điều tra, truy tố xét xử và xử lý vụ việc đúng người, đúng tội. Lực lượng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đã tham gia khám nghiệm hiện trường, giám định và triển khai các biện pháp kỹ thuật phòng chống tội phạm, phục vụ đắc lực cho công tác điều tra, truy tố và xét xử tội phạm, đưa ra các kết luận và các vấn đề liên quan chuyên môn, góp phần quan trọng làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án, vụ việc, phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Với những kết quả đã đạt được, tập thể phòng kỹ thuật hình sự luôn được Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận. Nhiều lượt tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng, được nhân dân gửi thư khen ngợi cảm ơn. Qua đó đã xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ, lực lượng kỹ thuật hình sự, mưu trí, bản lĩnh, vì nhân dân phục vụ. Con đường phía trước dẫu lắm gian nan, song có hề gì. Khi đã chọn công tác kỹ thuật hình sự làm sự nghiệp của đời mình, nghĩa là những chiến sĩ ấy đã nguyện đối mặt với những khó khăn gian khổ. Xin được trích một câu nói của nhà thuyết giáo người Mỹ Peter Marshall: thước đo cuộc đời không phải là thời gian mà là công hiến. Đúng vậy, đằng sau những thành công của mỗi vụ án luôn luôn có chiến công của những người lính kỹ thuật hình sự. Thầm lặng công hiến cho đời, chẳng đòi hỏi lớn lao mà làm nên giá trị thành công của cuộc sống. Thưa quý vị và các đồng chí, trên mạng xã hội hiện nay có rất nhiều hội nhóm do đối tượng xấu lập ra để kích động hành vi phạm tội cũng như hướng dẫn những phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến những vụ việc hình sự có tính chất manh động xảy ra trong thời gian vừa qua. Ngày 8 tháng 3, trên địa bàn phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, xảy ra vụ cướp giật tài sản 1 tỷ đồng của một người dân vừa đi rút tiền từ ngân hàng về. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng là thủ phạm gây án, gồm Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1992, trú tại xã Liên Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương; Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1999, ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội; và Dương Đức Luân, sinh năm 2000, ở xã Hải Hà, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Hoài Nam khai nhận trước đó 3 đối tượng không có mối quan hệ quen biết gì nhau. Do nợ nần, thiếu tiền tiêu xài cá nhân, Hùng, Nam và Luân cùng tham gia nhóm Facebook Hội Những Người Vỡ Nợ Muốn Làm Việc Liều Toàn Quốc. Từ đây, các đối tượng kết nối, rủ nhau đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Do tôi thiếu nợ nần lên trên mạng, quen được hai anh kia, thì hai anh kia rủ đi là vào ngân hàng để xem những ai rút khoản tiền lớn, rồi báo tin cho họ để họ thực hiện hành vi cướp giật, rồi họ hứa sẽ chia tiền cho tôi. Và sau khi tôi nhìn được có người rút tiền ra xong rồi báo cho họ hình dáng của nạn nhân thì họ bám theo thực hiện hành vi cướp giật. Sau đó tôi từ ngân hàng về thẳng Hà Nội. Thì vào ngày đấy chúng tôi gồm 3 người, con bạc đi từ Hà Nội lên. Tôi có phân công một bạn là vào trong ngân hàng để tìm những đối tượng chủ yếu là nữ rút tiền như thế nào và báo ra cho bọn tôi ở ngoài đợi và đi theo chờ sơ hở để bọn tôi sẽ cướp giật. Khi người trong thông báo thì chúng tôi có đi theo và về đến nhà thì lợi dụng cái lúc chị ấy xuống xe mở cốp sau để cầm tiền thì chúng tôi có một người cầm tài ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ là tôi có xuống tôi giật và sau đó lên xe chạy thoát. Không tìm kiếm đồng bọn nhưng Nguyễn Văn Hào sinh năm 1996 ở Đạo Đức, Bình Xuyên cũng đã tham gia hội nhóm Những Người Vỡ Nợ Muốn Làm Liều. Sau khi tham gia chơi lô đề, tài xỉu trên mạng dẫn đến thua nợ,
một số tiền lớn và không có khả năng chi trả. Tại đây, sau khi đọc những thông tin chia sẻ trong hội nhóm về các cách thức làm liều để có tiền trả nợ, Hào đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản để lấy tiền trả nợ. Tối ngày 13 tháng 2 năm 2023, Hào đột nhập vào cửa hàng Thế Giới Di Động ở phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, dùng súng đe dọa nhân viên cửa hàng, cướp 35 điện thoại di động các loại trị giá khoảng 441 triệu đồng và 65 triệu đồng tiền mặt. Khi bị bắt, Hào khai nhận cách thức thực hiện vụ việc cũng là do Hào học từ trong hội nhóm những người vỡ nợ muốn làm liều. Gần đây nhất, trên địa bàn xã Thanh Vân, huyện Tam Dương đã xảy ra vụ cướp giật tài sản tại một cửa hàng điện thoại di động. Hai đối tượng là thủ phạm khi bị bắt giữ đã khai nhận cũng là thành viên của hội nhóm vỡ nợ muốn làm liều trên Facebook. Cái việc mà các đối tượng kết nối trên các trang mạng xã hội thì cái này cũng là một cái vấn đề mà đặt ra đối với toàn xã hội và đặc biệt đối với lại các đơn vị liên quan đến việc mà phát hiện, phòng ngừa cũng như đấu tranh tội phạm này là phải có cái biện pháp cụ thể và phát hiện được từ sớm, từ trước khi mà các đối tượng mà tham gia các hội nhóm để chúng ta biết được cái hội nhóm này bàn bạc hoặc là thống nhất với nhau về nội dung gì. Nếu là những vấn đề tốt cho xã hội thì chúng ta khuyến khích, còn những vấn đề mà liên quan đến việc mà để mà thực hiện cái hành vi vi phạm pháp luật là phải kịp thời để ngăn chặn. Hội vỡ nợ muốn làm liều, hội túng quẫn làm liều, hội những người đi tù. Đó chỉ là một vài trong số các hội nhóm tiêu cực tương tự trên mạng xã hội mà bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tham gia. Với con số từ vài ngàn đến cả vài trăm ngàn thành viên, các hội nhóm trên thực sự tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ kích động tâm lý tiêu cực của những người đang gặp phải những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Môi trường mạng là ảo, nhưng hậu quả nó gây ra hoàn toàn là sự thật. Việc tham gia các hội nhóm đen trên mạng thực sự là một vấn đề nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến một bộ phận không nhỏ người dân, nhất là thanh thiếu niên. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, trang bị cho bản thân và quan tâm giáo dục con em những kiến thức cần thiết liên quan đến việc sử dụng Internet, tham gia mạng xã hội một cách thông minh và đúng mực để không trở thành nạn nhân của thế giới ảo. Chuyên mục An ninh Vĩnh Phúc đến đây tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí ở chuyên mục này kỳ sau.